Hình ảnh từ máy quay an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội Nga hôm 18 tháng 10 cho thấy những giây phút trước khi tiêm kích bom Su-34 lao xuống tòa trung cư 9 tầng. Chiếc Su-34 bay với tốc độ cao và giảm độ khá nhanh trước khi xuất hiện hai chấp lửa trên bầu trời, dường như là tổ lái phóng ghế thoát hiểm. Vài giây sau, máy bay đâm xuống khu vực cạnh trung cư và tạo ra cột lửa lớn. Giới chức thành phố cho biết đám cháy được kiểm soát sau hơn 3 tiếng. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, 25 người bị thương, 250 người được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trước Su-34 gặp sự cố tại Yek khi bay huấn luyện do động cơ máy bay bị bốc cháy trong lúc cất cánh từ căn cứ không quân khu miền Nam. Nhiên liệu trên máy bay bắt lửa và gây ra đám cháy ở sân trước trung cư. Tổ lái hai người nhảy dù thành công và không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhấn mạnh phi cơ không mang theo vũ khí vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ủy ban điều tra nhà nước Nga, cơ quan chuyên xử lý các vụ nghiêm trọng cho biết đã mở một vụ án hình sự và cử các điều tra viên đến hiện trường. Su-34 là máy bay tấn công mặt đất tối tân của Nga, được phát triển bởi cục thiết kế Sukhoi bắt đầu từ giữa năm 1980. Su-34 có trọng lượng cất cánh bình thường khoảng 38,2 tấn, tối đa 44,3 tấn. Có thể mang theo khoảng 8.000 kg vũ khí trên 12 điểm cứng dưới cánh máy bay và thân máy bay.